Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rồi Ngọc Diệp xin chào em. Em chào anh Ngọc Diệp. Em chào quý vị khán giả đây. Em chào quý vị khán giả. Rồi sẵn thì em cho quý vị khán giả biết là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu. Dạ, em Trần Thị Bích Thảo, em sinh 1982, em ở Bình Thuận ạ. Rồi. Rồi để tiếp tục cuộc trò chuyện á, Thảo có cho phép Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội với mục đích là mình kết nối tình duyên, đăng lên thì không xóa được ha. Dạ em đồng ý. Thảo chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Dạ em chịu trách nhiệm. Cứ bình tĩnh đi, hít thật sâu vô thở ra cái cho nó. Sao? Đừng có hồi hộp, đâu có gì đâu, có chứ hai anh em tâm sự thôi, gì đâu, chút xíu là xong. Cả như mình trải lòng ra cho các anh đồng cảm với mình thôi. Và cũng xin nhắn đến các anh, các chú muốn quen Thảo thì lên chương trình ha. Bởi vì số điện thoại trên màn hình không phải là số của Thảo. Dạo này có nhiều anh hay gọi lại xin số lắm. Mà thực ra thì như Thảo là một người phụ nữ là gọi là phái hiếu mà dám lên chương trình giới thiệu bản thân để các anh biết. Mà các anh không dám lên mà xin số thì chương trình đâu dám cho, đâu biết là các anh đã ly hôn vợ hay chưa, hay là mới có ly thân thôi, thì nó phiền phức lắm. Nên hy vọng là các anh cứ mạnh dạn lên chương trình. Ngọc Diệp hứa là các anh lên chương trình đều có số hết á, đều có số điện thoại của các cô đó, các chị đó, và cũng như các cô, các chị lên cũng như có số các chú, các anh. Còn xin số thì Ngọc Diệp không có cho, đó mong là quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thông cảm. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao rồi em? Dạ em đã ly hôn ạ. Đã ly hôn nha. Mình với ông xã có bao nhiêu người con? Dạ hai ạ. Hai ha. Có thể nói rõ hơn cho. Dạ con em một đứa 10 tuổi với hiện giờ đứa 5 tuổi ạ. Mẹ một bé gái và một bé trai. Đứa 10 đến 5 tuổi ha. Dạ. Hiện nay ở với em hả? Dạ ở với em. Rồi ba nó có cung, ba của các cháu có cung cấp cái gì không? Dạ không ạ. Có mình em nuôi luôn. Dạ. Em cũng giỏi quá. Dạ em cũng phải cố gắng chứ giờ sao. Dạ. Rồi mà thấy trong hình này mà nhìn ở ngoài thì còn đẹp hơn nữa đó. Dạ. Từ lúc đó mình chia tay với ông xã đến nay mình có quen thêm người nào không? Dạ có quen nhưng mà cũng tìm hiểu qua không hợp rồi cũng chia tay. Rồi cũng chia tay ha. Dạ. Rồi nói chung là duyên chưa đến ha. Dạ đúng ạ. Hy vọng hôm nay lên chương trình thì nó sẽ rộng hơn. Dạ. Duyên nó sẽ đến ha. Dạ. Rồi hiện nay mình ở Bình Thuận, mình ở nhà mình hay nhà trọ? Em ở nhà trọ. Ở nhà trọ ha. Là từ lúc mình ly hôn mình ở nhà trọ. Dạ đúng rồi. Rồi em cao nhiêu, nặng nhiêu? Em cao 1m6, nặng 58kg. Sẵn thì Thảo cho các anh biết là mình làm công việc gì để sinh sống? Dạ em làm nail ạ. À. Nail ha. Dạ. Mình làm tóc luôn không hay là nail thôi? Nail không ạ. À. Nail không ha. Dạ. Nail với là trang điểm. Mình làm cho người ta hay mình làm cho mình? Dạ em làm cho người ta. Hiện nay mình làm ở đâu? Dạ em làm ở Vũng Tàu. Làm ở Vũng Tàu ha. Dạ. Rồi Thảo vô Vũng Tàu đó mình làm lâu chưa? Em vô được 5 ạ. À. 5 ha. Dạ. Là mình đem con theo luôn hay con ở với mẹ? Dạ em đem theo xong rồi kiểu không có thời gian chăm con nên giờ năm nay hè này em rút hồ sơ về quê lại. Quê cho ở với mẹ ha? Ở với cậu. Cậu hả? Chứ mẹ không còn. À. Ông bà ngoại không còn. À, con cũng buồn cho em ha. Dạ. Có ông bà ngoại cũng đỡ chút hỗ dạ, trợ. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Thôi mình cố gắng đi, làm dạ. Nuôi các con lớn rồi sau này con nó nuôi lại mình thôi. Dạ. Mà hy vọng là hôm nay lên chương trình này có anh nào đồng cảm ha, về dạ. Có thể là hỗ trợ mình cho cuộc sống mình nó tươi đẹp lên chút xíu, hạnh phúc thêm nữa. Dạ. Rồi anh nào danh tay nha, mà vì khi chậm tay thì cũng vẫn còn, nói chung là hên xui đó, là do mấy anh thôi. Rồi ngoài đó ra thì mình có làm việc khác không, hai việc đó thôi? Dạ hồi xưa trước kia em cũng buôn bán đủ thế đó. À. Rồi cũng như làm ăn không được như ý á. Rồi giờ em làm nail lại. À. Dạ. Rồi cái công việc làm nail đó thu nhập hàng tháng mình có đủ mấy mẹ con sinh sống không? Dạ cũng đủ sống thôi chứ không có dư. Đủ sống thôi. Dạ. Cũng được, cũng tạm. Dạ. Mừng cho em đi, từ từ rồi biết đâu gì khi
sau này có anh nào nó đồng cảm với mình đó thì nó sẽ khác nữa làm sao. Dạ. Cũng mong là vậy. Rồi trong cuộc sống tính tình mình như thế nào cho các anh biết đấy. Em thì cái tính em là nhẹ dạ khả tin lắm. Và cũng nhút nhát lắm. Nói chung lớn vậy chứ mà đều chưa có bươn trải gì lắm. Nên cũng thay đi ra ngoài đường là e hẹn mấy chỗ đông người thì sợ lắm. Nói chung phụ nữ thì khi về ai cũng vậy thôi, đâu phải riêng em đâu. Rồi mình có điểm yếu không? Dạ điểm yếu của em hả? Cái mà nó hơi dở dở chút xíu đó. Dạ em cũng hay nóng tính. Mà cũng nhanh dặn, nhanh phai lắm. Dạ, như cơn gió vậy ha. Dạ. Em không biết dặn ai đâu, nói chung là em tức cái ai cái gì đó là trong vòng một ngày, hai ngày là em tự làm quà người ta, em tự nói chuyện người ta. Em không có dặn được. Rồi. Rồi sẵn thì Thảo cho các anh biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh của em thì em lại... Ủa này mới hỏi quên. Điểm mạnh của em thì em rất là kỹ tính. Nói chung là dơ là em không chịu được. Em phải gọn gàng, sạch sẽ. Nói chung là kêu ai làm cái gì là em có vẻ ít thích lắm, phải tự mình làm mới được. À, phải tự mình làm mới chịu ha. Đúng rồi, hay kỹ tính. Còn không thì người ta làm phải làm tới nơi tới chốn cho mình thấy. Đúng rồi, là mà làm kiểu trệt qua loa là em chịu không được. Nó phải là sạch sẽ ha. Dạ đúng, tính rất là sạch sẽ. Rồi hôm nay Loan đến với chương trình thì cứ mạnh dạn ha, mình đưa ra một cái tiêu chí nó rõ ràng cho các anh dễ hiểu ha. Bởi vì các anh dễ hiểu, dễ đồng cảm thì nó nhanh đến hơn, mình sẽ sớm hết cô đơn hơn nè. Dạ. Rồi giờ em muốn là anh sắp đến với em á, là độ tuổi từ đâu đến đâu mới hợp với em? Em nói chung bằng tuổi em trở lên, 65 tuổi trở xuống. Rồi tuổi đó ha, dạ. Hy vọng anh nào nằm trong số tuổi em đưa ra danh tay ha. Rồi ngoài ra ví dụ như là em muốn anh đó là rượu bia thuốc lá như thế nào? Nói chung là cái gì cũng biết cũng được nhưng mà đừng có đam mê. Dạ. Nó có điểm dừng thôi ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Em cũng vậy mà. Rồi về phần tôn giáo á, em đạo nào? Dạ em đạo nào cũng được à. Không, ý là hỏi là dù em có quan trọng chuyện tôn giáo không? Dạ à? Không, không quan trọng. Vậy ha, nội như là dạ. Mà em đạo nào ta? Dạ em đạo Phật á. Em đạo Phật. Thì dạ. Hy vọng là nếu cùng đạo càng tốt, không đạo thì đạo anh nó giữ ha. Dạ. Thì nói rõ rõ chút cho các anh dễ hiểu. Dạ. Chứ nãy em không nói thì người ta không biết em đạo nào hết á. Dạ. Rồi, như hiện nay thì em có hai người con ha, và cũng đang tuổi ăn học. Dạ đúng. Thì em muốn cái anh sắp đến với em á, về mặt phần con cái của anh đó như thế nào, em nói cho các anh hiểu. Thì cái đó thì gặp để tìm hiểu đi. À, là ý em là để gặp anh đó rồi mới tính được ha. Dạ đúng rồi. Bởi vì gì khi chưa biết mình gặp anh đó có con hay là con lớn rồi cũng chưa biết ha. Dạ. Anh cũng thì em cái đó cũng... tùy duyên xong rồi mình sắp xếp nhau được mà. Hôm nay anh cũng khang họng luôn. Nên nói có những từ nó không rõ ràng thì quý vị cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm ha. Như em thì nó có cái nghề neo đó. Dạ. Thì em muốn anh đó đến với em là phần công an việc làm như thế nào? Dạ thì công việc ổn định là được. Ổn định là được ha. Dạ. Nhưng em có kén nghề nghiệp của anh đó làm không? Dạ không ạ. Miễn sao nghề nào cũng được ha. Dạ. Làm có tiền được ha. Dạ. Rồi em cũng đơn giản quá ha. Rồi như mình thì hiện nay thì mình ở trọ. Dạ. Rồi có muốn anh nó có nhà cửa không? Thì cái đó em ở trọ cũng được ạ, mà cũng có nhà cũng được. Thôi để anh nói thẳng luôn ha. Dạ. Thôi thì phụ nữ mà thì mình nào mình cũng muốn cái người đàn ông đó thì vẫn có một cái bờ vai cho mình dựa vững chắc ha. Dạ. Thì hy vọng là anh đó nó có một căn nhà dù to dù nhỏ gì cũng đỡ cho em sau này ha. Dạ. Ừ, vậy đi, còn không nữa thì mình gặp nhau mình tính tùy duyên ha. Dạ. Trời, nãy giờ em lên giới thiệu bản thân mà làm anh giới thiệu luôn trời. Anh chỉ là cái người gợi ý thôi. Dạ. Có gì em cứ nêu quan điểm cho rõ ra ha. Dạ. Cứ thoải mái đi. Lần đầu tiên lên chương trình sợ. Không sao đâu, chứ này em lên nhiều anh sẽ đồng cảm với em lắm. Dạ, đừng mong có lo. Là vậy. Rồi em muốn anh đó là ở vùng miền nào mới hợp với em nè? Dạ, ở đâu cũng được ạ. Ở đâu cũng được hả? Dạ. Rồi, ở đâu cũng được ha. Dạ. Miễn sao là các anh mà thương mình là được rồi. Dạ. Và nếu mà đồng cảm mà thương thêm các con mình nữa thì quá tốt. Dạ. Luôn ha.
anh thì chỉ là người chương trình thôi, thì cũng chỉ là ngồi với em là mình trao đổi sơ sơ thôi, để cho em giới thiệu bản thân cũng như mình nêu cái quan điểm của mình là cái tiêu chí á cho các anh hiểu thôi. Cái quan trọng nhất là làm sao để em với các anh đó ngồi lại với nhau á, rồi mình còn tìm hiểu nữa, đó mới là cái quan trọng đó. Thì nên em còn thiếu sót gì nữa không, em quên á thì em cứ nói ra không đi cho các anh hiểu. Dạ không ạ. Dạ thôi hả? Dạ. Dạ thôi chắc chiều em luôn rồi, mình ngừng ở đây ha. Dạ. Rồi em gửi lời gì đến các anh đây? Sao? Trời ơi, thì dù với em à, các anh thấy em sao? Vậy đó. Vậy thôi. Thôi để anh nói luôn cho. Rồi hôm nay thì Thảo đã lên chương trình giới thiệu bản thân rồi. Thì nói chung chỉ có vài phút đồng hồ thôi, thì Thảo cũng chỉ giới thiệu bản thân Thảo và cũng nêu ra một cái quan điểm rồi. Thì các anh nào đồng cảm thì liên hệ chương trình giới thiệu bản thân, thì chương trình sẽ bảo đảm tạo điều kiện là có số điện thoại để cho Thảo và anh đó gặp nhau, mình có thể hẹn quán cà phê gì đó mình tìm hiểu thêm ha. Rồi em chào quý vị khán giả đây. Em chào quý vị khán giả. Rồi hôm nay Ngọc Diệp cũng cảm ơn Thảo đến chương trình ha. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị, cô chú, anh chị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi anh chào Thảo ha. Em chào anh.